Đó, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ show cho các bạn cái ạc top 1 nâng cấp xe nha các bạn. Đó là ạc của bạn Phát. Trùm đổ xe ở Vin Speed các bạn. Mốt hạng 1 à, top 1 nâng cấp á. Điểm hấp dẫn thì 61 vạn. 61 vạn là nhiêu tiền ta? 61 vạn mình nghĩ là cũng phải nạp hơn trăm triệu các bạn. Đầu tiên mình sẽ show cho các bạn cái kho xe nha. Đập vào mét là những con xe trong top là có hết nè. Những con xe trong top xe mạnh là có hết đó. Meta hiện tại đó. Bóng ma trực cao đồ bá đạo luôn á. Chiến thần sinh đôi các kiểu. Skin là có hết luôn á. Xa này. Rất nhiều xe luôn. Phải có xe mới độ được chứ. Bạn này thiếu xe cũng nhiều nè. Thiếu thiếu 11 con xe nha. Xe của bạn là con nào mà cũng nâng cấp máy đó. Các bạn coi nè. Bạn nâng full hết luôn. Không phải nâng một nhánh đâu, nhánh chuẩn đâu, nâng là nâng hết. Cứ có xe là nâng hết, nâng mát hết luôn. Đỉnh không? Nâng mát luôn nha. Bạn chọn nhánh đúng á. Tuy là nâng mát hết nhưng mà bạn bạn vẫn chọn nhánh 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 đúng để chạy nha, chứ không phải là chọn nhánh tào lao nâng tào lao nha. Kiểu như là bạn này là bắn nâng mát để lấy top thôi, còn là vẫn am hiểu về xe này nọ nọ kia. B này. Ồ, nhiều vậy mà vẫn thiếu nhiều ta. Xe B cũng nhiều chứ bộ. Năng mát này, mát này, xe B cũng năng mát hết rồi nha. Xe B thì năng ít điểm kỹ thuật hơn nha các bạn, ít tốn hơn. Còn xe A năng rất tốn rất nhiều điểm kỹ thuật luôn. Mát này. Người thì không có điểm kỹ thuật để nâng xe, người thì xe nào cũng đập, xe yếu xe mạnh gì đập xe D nâng hộ cái. Thì bạn này ít ít xe mô tô ta, có 4 con. Bạn này kiểu như không phải dân chơi mô tô rồi, thiếu mô tô nhiều, nhưng vẫn là phong cách ấy, anh ấy đập mát hết. Cũng chăm làm nhiệm vụ đấy, thiếu có 2 con 11 thôi. Đập hết hay vậy, đập vậy nó mới top 1 đó. Tiếp theo là có bét nha. Hết bạn này nâng cấp máy cũng ít. Ôi thiếu rất nhiều bét này. Quá trời bét luôn. Này không chiêu mày bét rồi. Nhìn qua cái bộ bét của bạn này thì cái kiểu như là bạn này vẫn chỉ nâng các con mà cần thiết thôi. Mà cái cơ duyên của nó thôi. Nói chung là bét tốc độ. Còn bét đạo cụ thì không thấy bạn này săn. Nói chung là bạn này chiêu về tốc độ rồi. Ta xem đồ thử xem. Cũng có khá khá nhiều đồ đấy.
nhưng chung quy lại vẫn ít. Nếu mà so với mấy bạn trong top mà nạp được thì lượng đồ này là ít. Bạn này là chuyên về đập xe rồi. Xe và đổ xe thôi, mấy cái khác là không quan tâm, đồ là cũng ít quan tâm. Thôi ok, chúng ta vào quẩy game luôn nha. Có nhiều đó sợ hết trơn rồi. Để phun đồ nó hơi lát xíu. Tình phết đấy. Nhưng mà chưa đâu. Bên thần là phải từ từ mới mạnh được. Dễ đâu rồi. Không, chiếc chạy gần mình đó, nó lạnh quá. Đâu đu được, tay chân tê mất. Tự nhiên một màu xanh rực, trắng rực luôn á. Đẹp vậy. Ngắn mà chạy vẫn là ổn. Gì vậy? Quá thì tinh đi. Bộ đẹp ghê ta, mà được họ cái bộ khác vậy. Ôi, thiệt đúng á. Cái pha nhảy mít di chuyển giữa toan thiệt luôn. Vì nó như đẳng cấp khác mà. Nó được thích cái tiếng xe, tiếng bô, tiếng tóc nữa. Nhiều ấn rồi nữa, nhiều lên thấy nhiếp vãi. Ngon, 16 điểm. Anh Nguyên chạy máy map kiểu này thì báo quá rồi. Rồi bạn phá kỷ lục như vậy, sao bạn nói phá nữa ta? Kỳ quá ta. À, người chơi hệ rồng nha các bạn. Đẹp thật luôn á. Thì không có con xe nào mà thấy đẹp bằng xe này luôn trời. Hiệu ứng đúng gắt luôn các bạn. Công nhận nó chói ghê. Nó phải tập trung lắm chứ qua cua là dễ toan lắm. Xe nó chói thiệt luôn á. Kéo này để đúp đúp nè. Nhiều đoạn các bạn có thể sử dụng búa tiếp đất để tạo xe đúp đúp á, rất là nhanh. Đẹp quá, thiệt đẹp thiệt luôn á.
Đúng rồi, hôm nay bật full đồ họa không uổng mà. Hơi láo một xíu nhưng mà tự nhiên cảm giác luôn nó có hứng vậy. Ok thôi, chắc cũng clip cũng đến đây thôi nha các bạn. Các bạn xem thích thì nhấn like ủng hộ mình nha các bạn. Chúc các bạn có nói chung là một cái ngày cuối tuần vui vẻ nha. Chơi đồ vô, bạn nào chưa đua rank thì nên đua đi. Gần chắc mình nghĩ là cũng gần hết mùa rồi đó. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn trong clip hôm sau nha. Bye bye.